Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy để cho ý kiến về các nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu một số ban xây dựng đảng của Trung ương và lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Đối với nội dung Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước có thời gian hoàn thành trong năm 2023 và kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ đã kiểm tra các năm 2018-2022. Qua thảo luận, Ban thường vụ tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước có thời gian hoàn thành trong năm 2023 và kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ đã kiểm tra. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 07 CTTU ngày 30 tháng 6 năm 2021 và các thông báo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác quản lý đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất các giải pháp phù hợp hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác thẩm định dự án, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thường xuyên kiểm tra đôn đốc về tiến độ chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong năm 2024 để kiểm tra các dự án có thời gian hoàn thành trong năm 2024 và các dự án chậm tiến độ các năm trước, định kỳ báo cáo kết quả về Ban thường vụ tỉnh ủy. Đối với các dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy gồm nghị quyết về xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2024-2030, chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 25 ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Kế hoạch thực hiện kết luận số 69 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kế hoạch thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Ban thường vụ tỉnh ủy thống nhất giao các cơ quan đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến, bổ sung các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, hoàn thiện dự thảo, trình thường trực tỉnh ủy ký ban hành để tổ chức thực hiện. Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận thống nhất các nội dung về báo cáo công tác tài chính đảng năm 2023, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên, công tác tổ chức cán bộ.